Hello mọi người, trời ơi chị ơi, đi phỏng vấn chị ơi, Đi phỏng vấn đi đâu? xe lẹ đi phỏng vấn, đi đi làm nail. Trời, Trời đi làm ơi, nên gì trời, limousine á. trời ơi xe nè ông nội ơi, đi phỏng vấn mà cỡ này. Hello. Hello, how are you? Pretty good, yourself? Yeah, very good. Yeah. Trời ơi. Yeah. Oh, beautiful car. Anh gì chị? Yeah. Diamond. Diamond, yeah. Good. Pretty. Đẹp diamond. Yeah. Trời ơi, Peter gì? Gì gì quá này? Jessica. Bậy chị Jennifer. Jennifer. Trời ơi ông nội ơi, chiếc xe nó đẹp dữ vậy. Trời ơi, chị ơi. Trời ơi. Trời ơi, đi phỏng vấn. Chị phục vụ. Đèn kêu lại gì lên chị? Like, chị ở đây. Hello like mẹ em cái. Like. Làm hay biết không? Trời ơi, cái xe gì mà nói. Trời ơi. Trời ơi. Coi kìa, phục vụ kìa. Trời ơi, từ A tới Z chị cầm đem phục vụ ra chân. Rồi đây. Này là mấy nhỏ đi ấy luôn chung. Trời ơi, đẹp quá, trời sang xịn mình quá. Trời ơi. Ơi. Harry ơi đẹp quá. Trời ơi. Trời ơi. Mình phát lao động bên Đài Loan. Quá mở tử. Mình cũng. Trời ơi. Bên cái khâu dắt mì á chị. Khâu thảy mì đó. Mày bên làm bên nào mà đời ấy vậy? Dạ em mới được xin chỗ bưng phở thôi. Quá trời thấy thương dễ sợ. Hai đứa tôi làm neo. Làm neo. Hai đứa tôi làm neo, còn bên kia là hợp tác lao động bên Đài Loan. Ở. Trời ơi, quá trời thuận bờm xuôi gió nha anh chị nha. À, bên mình là bên chườm lạnh. Bên mình bên chườm lạnh đó anh. Quá trời. Dạ cấp đông rồi đó. Anh có muốn cấp đông gì không? Miếng chưa đủ lạnh hay sao? Mà còn cấp đông. Trời ơi, đang mấy nay bị ấy á. Ra thấy cái xe hãnh diện liền. Trời ơi. Được, ok. Quá trời luôn á, very good. Đón Jennifer vậy thôi chứ. Ok. Quá trời Jennifer luôn. Trời ơi, Jessica đó, đưa đón cỡ này thấy thương quá. Jennifer với Jessica đi xin việc làm không được nữa luôn. Tấm đầu và nụ luôn. Đó, đi tới mà xin việc làm vậy biểu. Rồi sao người ta không cho. Trời ơi, sang quá. Quá trời sang trọng luôn á. Hello. Hello Mary, yeah. Hello Peter. Dạ yeah, Peter. À, trời ơi kìa, xin hợp tác lao động ở Đài Loan kìa. Rồi, coi kìa. Vô. Rồi. Em về miền. Đường lòng nhạc em về miền Tây vô. Phá mốt mẹ tôi. Quá nó không có đủ sáng. Ông số kỳ nha con. Ông tại góc này á con ơi. Mẹ nghĩ góc này góc đó có đèn, góc này không có đèn. Em về miền mà thấy cái đèn quá. Nãy xin rằng là mới đầu ra nó vui lắm. Xin nó cái like á, xin nó vui. Không vui à? Không vui cưng. Sao kỳ vậy? Mình nói I want like please. Sợ tốn tiền. Nó không nó sừng chị. Ai nó cũng sừng chị. Không rồi chị thôi, chị nghĩ vậy thôi. Chứ mình nói nữa cái người ta cũng vui. Đúng rồi. Như one line mà đóng cho hả? I one line please. Chỉ có nó chưa please đó mà nó vẫn không có xuống vui. Nó không hiểu chứ không tội phải. Nghiệp. Đúng rồi đó, sợ nó hiểu mặt nó đơ đó chị ơi. Vậy thôi chị, mốt chị cầm máy vậy thôi, đỡ tốn người quay. Ủa, tự quay luôn hả? Tự quay, tự làm. Kỳ vậy? Nhưng mà hôm nay á, tại biết sao không? Tại vì chị biết là đi đông người quá, chị sợ chị quay không nổi. Nên là chị phải có người quay cho chị. Chị bị yếu nghề, bữa nào phải em phải training cho chị. Em phải dạy lại cho chị. Đúng nha. Rồi, phải ý anh Vũ nha. Thiệt trong luôn em nha. Trời ơi, nhìn thiệt là tự này tự làm, tự bấu. Vậy em chào anh. Cái gì vậy? Sao bà nhận định này mà? Em là fan ruột của em. Dạ. Dạ, nhận nhận. Đi về ngay. Mọi người ơi, hôm nay Lâm được gặp idol của Lâm được gặp anh Đan Nguyên.
chờ anh Đăng Nguyên lên xe máy anh cái được không? Đăng Nguyên đúng rồi, đợi anh Đăng Nguyên ra đi chị cũng nhận anh Đăng Nguyên. Dạ. Em thích anh Đăng Nguyên lắm. Jessica, Jennifer với lại fan idol Đăng Nguyên. I like him. Him sing song very good. Wow. Handsome boy. Good boy. Trap boy. Trap boy là gì vậy? Trap là sao? Nói anh trap vậy? Cái là gì? Good boy thôi chứ trap là chơi xong là thôi đó. Ồ vậy hả? Tức là nhìn cái kiểu là trai hư á. Nhưng mà không biết có hư hay không. Anh nói gì là cái kiểu á. Là bad boy. Bad boy chứ không phải là trap boy. Đúng rồi, bad boy. Man boy. Man boy. Ok, playboy. Playboy là chụp hình đi, Playboy. Playboy là cái hãng quần lót. Ôi. Tạp chí khiêu gợi. Ok. Buồn ngủ chưa? Tired sleep. Yeah, sleep. You want to sleep, đúng không? Sleep. Yeah. Hồi nãy phim You Sleep. Có rồi. You sleep little bit. Có rồi. Ride and sleep. Khả Như kêu vậy, Khả Như quýnh ghê quá. Ôi, Khả Như ác ra mặt. Ác ra mặt chị Như. Chị bước vô cái là con mắt của chị là hả, tràn ngập cái màn ảnh. Alo. Cái chân mày là thấy ác liền. Alo. Chị đang ở đâu vậy? Chị đang ở ngoài. Còn em chú ơi. Chị bữa nay chị lồng chị lồng là, có gì chị nghe. Là cái cục gì trên đầu chị vậy? Thì là vẫn là cái cục tóc ra em mà. Mà cái này chị đang quấn là hết giờ lật đật là chưa quấn hết đúng không? Đúng rồi, chị quấn dở dang đó, giống trời như là ơi. Nó dở dang quá mà cái đầu chị nó không chứa nổi cái đống tóc này nên. Trời chị ơi chị ơi, nãy coi phim mà sao chị ngồi chị ăn chị nhai chán trường vậy chị? Nhai mà nghe luôn quá. Chị nhai ngót nghe có khóc không? Chị khóc mà muốn sưng con mắt. Nhưng mà không hiểu sao cái phim Nhà Bà Nữ chị khóc nhiều hơn. Cái này chị mới khóc lại. Lá xanh đó Giang. Cái nào cũng hay. Trời ơi, trời ơi đèn rồi đánh đó, đánh. Trời, em nhớ đánh em mà tại hôm nay là chị thấy đông người quá chị sợ chị không lại em nên chị quyết định chị thuê cái ekip riêng. Đèn mà đánh tôi thấy kiếp sau luôn á, đánh sáng quá. Trời ơi. Đi vô Bảo Lâm bây giờ em phỏng vấn em nè, em coi cái phim này rồi, em coi mấy lần rồi em có khóc một lần nào em cũng khóc như lần nào không? Dạ 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 dạ. 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 Chị muốn cho mình hả? Chị cho em một phút phỏng vấn Lê Dương Bảo Lâm chú ơi. Chị phỏng vấn về đời, về nghề được không? Chị thôi không về đời. Sao Lâm cái phim này thì không có vai em, nãy giờ chị có nghĩ là phải có vai. Không có vai. Đang kiếm Lâm không kiếm. Cái vai thằng Quốc Khánh về mập mập á. Đáng lẽ là của em. Mà tại sao nó cướp vai em? Nó đi ăn nhậu với anh Thành hoài. Em không hiểu chuyện gì xảy ra. Kịch bản là đưa em. Xong rồi hả, một ngày nọ thì không thấy em kêu lên để em mới phát hiện là Quốc Khánh đóng luôn rồi. Ủa, cướp Jessica luôn. Jessica đang làm gì vậy? Đang Jessica đối đang trả lời nói xấu vụ Khánh nó giật dai. Qua đây nè Giang. Xong sao Lâm gì là lúc em coi phim em nè trong lòng em có. Cái dàn máy này của ai vậy? Cái dàn máy camera ở Hollywood đó của em đó. Trời Hollywood à. Mày còn đầu tư dữ vậy. Đầu tư Hollywood về luôn. Rồi xong sao Lâm? Rồi xong cái lúc em coi là em coi cái mỗi lần Khánh nó diễn là em bực tức hay là. Tức là coi em không khóc, không khóc mà cái miệng em mới giật. giật cái môi trên giật định chữ. Tại sao cái vai đó của vai là Khánh là của em đó chị. Khánh là của em. Thằng Lâm giật cướp. Nên bây giờ nó chạy ra lên bóc phốt. Ban đầu là em vô em cắt vai Khả Như. Định vô trong coi trai. Em vô em massage đó, em là bên con chụp Khả Như đó. Mà chờ Khả Như chơi em, Khả Như em văng nó liền. Trời mà Khả Như với em là thân thiết lắm. Thân thiết mà chị em đó mà đỡ đồng nào chơi. Chị chơi, tôi chơi từ ngoài đời chứ vô phim chị chơi người ta luôn mà. Ghê thiệt. Ác rồi ôi, ra chân mày ác liền. Ác thiệt nha, cái càm nó nhọn quắc, mấy nó có sửa thêm không? Có chắc có đó. Không như có gì da nè mà nó sửa thêm không? Không có chị mấy ơi. Mấy nó nhọn quá à? Quá. Chết không? Càm quá. Nó nhọn hơn em có. Đúng rồi. Cái càm tưởng là kim tim không đó. Cái dài đó, cái dài ơi, chị ơi, nhớ coi cái clip này nha Như. Cái dài chị là Như đi làm của chị. Được rồi, không có. Mai. Đáng là Mai, em là Sâu. Ôi cái cảnh hôn nhau sâu nè mà phá phim chết rồi. Ê mà lúc lên giường rồi sao trời. Trời ơi chấn động. Sao tôi nói xe quá lúc mà tôi cởi áo chắc chết. Ủa luôn á. Mai nó cởi đẹp quá. Lúc mà nó quay cái lưng sao vậy? Cởi là tràn màn hình liền á. Lúc mà nó quay cái lưng. Máu cuồn cuộn. Giống như gỏi cuốn mà chấm mắm nêm vậy đó.
bập bập mà cởi áo đó, trời ơi mở nó tràn. Cái lúc sau nó cởi đồ sao ta? Trời ơi, chị ơi em ngon, chị bậy Lê Giang thì bậy, còn em ngon. Em ngon. Em nhưng ngon. Mà cái bờ môi em nó không có làm cho người ta quyến rũ rồi mà ta mắc cừ. Dòng một của Lê Giang là tràn màn hình, còn bờ môi của em cũng tràn màn hình cái luôn. Mà cái cảnh mà em ngấu nghiến tọa. Ra. Người ta tưởng máy xây lúa không á. Vậy thôi chắc phần mai số 2 sẽ có hai đứa trở lại. Ây, đó rồi. Vậy là cuối cùng em coi phim này em không khóc được luôn không? Không, mau em giật. Dạ. Ủa, trời ơi. Dạ chị, hiện tại khán giả nhiều, em chào chị nha. Đó. Dạ. Thôi giờ đi ra đi.